Cô gái 1m50, cơ đổ thầy giáo 1m96. Hai bên gia đình đảo lộn vì chiều cao chênh lệch của cặp đôi. Chiều cao chênh lệch đến 46cm khiến cuộc sống của vợ chồng Hải và Ngọc gặp không ít rắc rối. Tuy nhiên, cả hai vẫn tìm cách để khắc phục mọi thứ, cho vẹn cả đôi đường. Cô gái 1m50 trúng tiếng sét ái tình của thầy giáo 1m96. Ngay từ lần đầu vô tình gặp Trịnh Minh Hải, sinh năm 1991, hiện là giảng viên môn bóng rổ Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong một quán cà phê. Cả Võ Thị Bảo Ngọc, sinh năm 1994, làm việc trong ngành tâm lý học và người bạn gái đi cùng đều cực kỳ ấn tượng. Với Ngọc, cảm giác như cô bị trúng tiếng sét ái tình. Người bạn của Ngọc đã mạnh dạn chạy lại xin số điện thoại của Hải, đồng thời kết bạn Facebook. Tuy nhiên, người để lại cảm tình với Hải lại là Ngọc. Thầy giáo bóng rổ tâm sự: anh thấy Ngọc có đôi mắt tròn, rất đẹp và nụ cười tỏa nắng nên đã để ý ngay từ đầu. Thông qua Facebook của người bạn đi cùng Ngọc, mình đã tìm ra trang cá nhân của Ngọc và chủ động nói chuyện với cô ấy. Còn với người bạn kia, mình chưa từng nói chuyện bao giờ, Hải chia sẻ. Về phía Ngọc, khi thấy Hải nhắn tin, cô cũng thẳng thắn nói chuyện với người bạn của mình và nhận được sự ủng hộ. Mặc dù rất thích Hải, nhưng Ngọc vẫn giả vờ hờ hững để giữ giá. Thỉnh thoảng khi Hải trò chuyện, Ngọc lại tỏ ra đang rất bận rộn, nhưng thực tế cô luôn mong nhận được tin nhắn từ đối phương. Ra vẻ là vậy, nhưng 2 tháng sau lần gặp gỡ, chính Ngọc là người tỏ tình với Hải. Anh làm bạn trai của em nhé. Bên vợ xây thêm nhà vệ sinh, bên chồng hạ thấp đồ đạc. Điều mà bất cứ ai cũng tò mò khi cặp đôi này chính là chiều cao của họ. Trong khi Ngọc là cô gái 1m50 thì ông xã của cô lại sở hữu chiều cao khủng 1m96. Khi đứng cạnh nhau, nhìn Hải cứ như cao gấp đôi vợ. Khi gặp anh Hải, mẹ mình có cảm tình liền, nhưng cũng choáng vì chiều cao của anh ấy. Nhà mình phải sửa cho cửa cao lên, đồng thời xây thêm một chiếc toilet có chiều cao 3m cho riêng anh Hải. Nhiều vấn đề trong cuộc sống của vợ chồng mình cũng xoay quanh cái toilet. Hiện tại nhà vệ sinh của nhà mình cái gì cũng có hai nấc cao, thấp để phù hợp với chiều cao của từng người. Về phía nhà anh Hải thì trong nhà ai cũng cao nên cái gì cũng cao. Thành ra mọi người lại phải hạ thấp mọi thứ xuống cho vừa với mình. Ngọc dí dỏm cho biết. Cô gái 1m50 kể thêm, vì có một vóc dáng khổng lồ nên Hải ăn khá nhiều, gấp đôi gấp ba người bình thường, có thể ăn 2 đến 3 bát phở cùng một lúc. Ban đầu, Ngọc hơi bất ngờ về khả năng ăn uống của chồng, nhưng sau này cô xem đó là động lực để kiếm nhiều tiền cho chồng ăn. Đến hiện tại, Hải và Ngọc đã kết hôn được 5 năm, cặp đôi vẫn đang cùng nhau tận hưởng những ngày tháng vợ chồng son, mặn nồng, hạnh phúc. Dù tố chồng bừa bộn hay hát to khiến vợ giật mình, nhưng Ngọc không muốn ông xã phải thay đổi bất cứ điều gì. Cô tâm sự bản thân yêu chồng ngay từ ngày đầu gặp gỡ và mỗi ngày lại càng yêu anh nhiều hơn, yêu vì tất cả mọi thứ. Hải thì bóc phốt, vợ thích drama, hay ghen và không vui khi chồng không biết ghen. Tuy nhiên, nam giảng viên thừa nhận từ ngày gặp vợ, anh đã thay đổi nhiều theo chiều hướng tích cực. Chẳng hạn như sạch sẽ, gọn gàng hơn để nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính vì thế mà mỗi lần bị vợ nhắc nhở về chuyện bừa bộn, Hải không bao giờ bực tức mà luôn đáp lại đầy âu yếm. Dạ, anh biết rồi.